Em tên là Trần Thị Phương Thảo, năm nay em 28 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại em là nhân viên văn phòng ở quận 1. Quê em ở Cà Mau. Quê ở Cà Mau hả? Dạ đúng rồi ạ. Vậy nhìn cứ tưởng em là giống như là ở trên cái miệt mà ở trên cao cao á. Tại vì cái nét của em là giống cái cô hoa hậu hờ, hờ y nên. Hờ hèn ghê. Dạ, ai cũng nói vậy hết trơn cô. Rồi, mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Thành An, hôm nay 36 tuổi. An làm nghề gì? Dạ, lái xe với dạ yoga. Dạ. Yoga bình hay là yoga? Dạ, yoga tập á. À, yoga tập hả? Dạ. Anh tưởng đâu nó nghe cho nó rõ ha. Ủa, sao thầy yoga mà cột hơi bị yếu vậy cưng? An. Hơi yếu nhưng sức khỏe cái mạnh. Cột hơi mình phải bật ra. Phải có nội lực không? Ồ, giống như là anh Quyền Linh vậy đó, anh đâu có tập một miếng thể thao thể dục nào đâu. Anh là thầy bơm ga. Rồi, em làm ở quận mấy? Dạ không, em ở Vũng Tàu anh. Vũng Tàu hả? Dạ. Vũng Tàu rồi đi tham gia chương trình luôn. Dạ. Cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ, chắc điểm mạnh của em thì chắc có trên 10 điểm. Luôn. Dạ, tại vì cô thấy là em khá tự tin. Thì nói chung cái điểm mạnh có thể dễ thấy nhất của em là em rất là vui vẻ, hòa đồng. Ngoài ra là em có tinh thần rất là chịu khó học hỏi. Có nghĩa là nếu mà người mà em thương thì người đó muốn cái gì thì em sẽ chịu thì em học cái đó. Vậy đó hả? Thì cái đó giống như là điểm mạnh của tất cả các điểm mạnh này cô. Dạ. Rồi còn cái điểm chưa mạnh? Điểm chưa mạnh thì mọi người có thể nhận thấy rõ là cái giọng của em nó hơi giọng nam trầm cho nhiều khi. Em cũng không có tự tin với cái chất giọng này. Có nghĩa là khi nói chuyện điện thoại á thì người ta hay xưng em bằng anh. Cái trời kiểu ơi, như vậy. Cưng à, cái giọng của cưng nó còn trong khe hơn cái giọng của chị nhiều. Giọng của chị là giống như là 100 người nói chuyện điện thoại là đều nói dạ anh ơi em đang có dự án này. Dạ, nhưng mà mình cũng tụt mút cô. Không, cái đó không phải là điểm yếu. Điểm yếu thứ hai là em cũng không có khéo tay lắm. Cũng ít nấu ăn. Điểm yếu thứ ba của em là em cũng hơi nóng tính á. Có nghĩa là khi mà có cái việc gì đó thì cứ sừng cồ lên cái đã. Rồi từ từ tâm mình mới dịu lại. Vậy ha, cái sừng cồ là cỡ nào? Thì chỉ có mắt trợn to tròn lên thôi. Mắt lên rồi hét lớn lên. Không có hét đâu cô. Trợn xong hét. Rồi sau đó nó rụi lại. Vậy hả? Dạ. Còn bây giờ em nè, em có thấy mạnh và điểm mạnh điểm yếu gì? Tức là em thì dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng chợ búa thì những cái điều đó em làm được hết. Thứ hai thì em có thể là chơi những cái môn thể thao, đá bóng hoặc là thể hình hay là đá cầu. Anh chơi thể thao là anh chơi có thường xuyên không vậy anh? Tại vì hầu như đá cầu là ngày nào cũng phải đá, có khi một ngày đá 2 buổi. Còn thể hình thì vẫn duy trì hàng ngày. Anh đẩy ngực được bao nhiêu ký anh? Trước đây thì đẩy khoảng 1 tạ 2, chứ bây giờ thì khoảng phân nửa là 60 ký. Nói chung ảnh là người thể thao, tại vì thầy yoga mà. Dạ. Con người cũng rất là khỏe ha. Dạ. Em có mấy mối tình rồi An? Em ăn nhiều anh. Nhiều là nhiêu? Nhưng mà 7-8 người gì đó đi. 7-8 người rồi đó. Dạ. Mối tình nào dài nhất? Dạ, mối tình sau này là 4 năm. 4 năm? Dạ. Ngắn nhất là bao lâu? Ngắn nhất là vài tháng. Vài tháng? Dạ. 7-8 mối rồi đó. Tại sao 4 năm mà mình chia tay nhau? Lúc quen thì cái người đó không có nói thật. Sau khi 8 tháng sau thì em mới phát hiện người đó có một cái đứa con. Thì em cũng vẫn chấp nhận, nhưng mà vô tình em nhìn thấy cái điện thoại của cậu có những cái tin nhắn qua lại với cái người đó đó. Thì em mới hỏi thì cái người nhắn tin là như thế nào, thì cậu mới nói là bồ cũ của cậu. Thì em nói nếu mà còn qua lại thì bây giờ em giải quyết xong đi rồi ra Vũng Tàu của anh, còn nếu không thì mình chấm dứt. Cái cô gái bên đây á, cô rất là cá tính. Em có thích mẫu người phụ nữ mà mạnh mẽ và cá tính không? Tức là em thích cái người nào mà dạng ăn dạng nói, không cái biết cái đúng cái sai thực tế. Em có mấy mối tình rồi? Chỉ là mối tình hôm qua một mối duy nhất cô. Tại vì thiệt không vậy? Em nói thiệt, tại vì một mối duy nhất. Tại vì em cũng thích về thiền á, em cũng thích về tâm linh, cho nên thành ra là tần số của em rất khó bắt sóng. Vậy đó hả? Đúng em rồi. Cái người đó là quen nhau chính thức luôn. Chỉ thoáng qua. Chỉ thoáng qua bạn bè thôi cô. Trời đất ơi, vậy luôn á hả? Tại vì nếu có quen là có đẹp vậy nè mà biểu một mối tình thoáng qua thiệt, là sao? Em nói thiệt. Tại vì phải bắt đúng tần số của em á, em mới chịu. Có nghĩa là bạn bè thì có thể open, có thể ai cũng được, nhưng mà về bạn đời hay là chồng hay là như thế nào đó thì phải đúng tần số, phải bắt mối tình cái tần số. Qua thôi chứ chưa có chưa sâu đậm gì hết luôn. Dạ, chưa sâu đậm gì hết. Bao nhiêu năm? Chắc cũng khoảng cả 5-6 tháng. 5-6 tháng cũng phải thoáng qua đâu.
nói chung là cũng có một mối tình rồi, cũng có trải nghiệm tình yêu. Dạ. Anh bên đây thì hơi nhiều chút xíu. Trường hơi dày dặn phải không anh? Có 7-8 người. Có 7-8 người chứ mấy. Rồi bây giờ muốn cái người đó là phải như thế nào? Thì em cũng mong muốn là bạn nam bên kia thích chơi thể thao. Rồi, à, có. Trời, thể thao quá trời. Body săn chắc một xí. Săn chắc luôn. Chắc chắn quá, ra là săn chắc rồi. Biết tập tạ là một điểm cộng. Biết tập tạ luôn. Mà đẩy tạ luôn đúng không? À, với hơn nữa là về mặt mày thì cũng không đòi hỏi gì, chỉ cần là có đôi môi sexy thì càng tốt. Đôi môi sexy. Không được, có đôi môi nào được sexy không? Đôi môi sexy không? Sexy là cái môi phải dày. Nó dày ra đó. Cái môi nè, cái môi phải dày, phải mọng, đánh son bóng á. À, dày mọng xong là lâu lâu nhếch mép lên vậy nè. Đó. Không được. Môi, môi sexy. Môi môi bể. Môi nói sexy nói là chứ. Sao ta? Cái môi sexy là gì nè, đúng không? Đúng không nha? Môi cái đều môi nó bể bể xuống nè, cái môi dưới nè bể xuống như nè. Môi giống như môn Tuấn Anh nhà tôi á. Môi giống như môn Tuấn Anh nhà tôi á. Exactly, chính xác luôn á cô. Chính xác không? Dạ. Chính xác không? Đó, rồi. Gọi là môi sexy. Giờ bây giờ tôi mới biết đôi môi của Lê Tuấn Anh là đôi môi sexy. Đúng rồi. Rất nhiều phụ nữ nói cái câu đó với ông Tuấn mà. À dạ. Môi ừ. Hèn chi bà mê Tuấn Anh. Môi sexy. Ủa. Mắc cười quá. Thì cô thấy đó cũng đâu có đòi hỏi cao về ngoại hình ai không vậy đúng không cưng? Dạ đúng rồi ạ. Ủa sao kỳ ta? Ta mê cái gì sexy thì bôi môi sexy. Ờ. Mắc cười quá. Tôi phải là mũi sexy rồi. Mũi bự lên. Có em môi á. Anh này là môi sexy. Dạ. Bạn bảo. Tôi không biết môi nha. Môi bạn này là môi sexy. Môi bể bể ra đó. Tôi không biết môi sexy nào nhưng mà đại khái để hồi tự người ta đánh giá thôi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi họ góp ý thế nào. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị gái ruột với anh rể ạ. Em tên là Trần Thị Liên, em là chị gái của bé Thảo ạ. À, em thấy sao hai người sao nè? Dạ trước tiên thì em thấy cũng có một ít điểm chung là anh này trầm tính thì bù lại em gái của em nó nóng tính. À, anh này với em gái của em thì nói chung là thích thể thao. Nói chung là ngoại hình thì em coi cũng được. Cũng được ha. Dạ. Rồi cảm ơn thằng gái. Rồi thằng trai em đi với ai? Dạ em đi với hai chị với người bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh và chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ em tên là Tuấn, là bạn của An. Dạ em thấy chị gái bên đây rất là dễ thương. Đẹp ha, đẹp dạ, rất quá là đẹp. Trời. Mà tính tình cũng vui vẻ nữa. Em thấy hai người cũng có vẻ hợp tính cách với nhau. Em cũng mong là hai người cho nhau cơ hội để có thể tiến xa hơn nữa. Rồi, thôi mở rào đi. Mở rào đi. Cặp này họ tự quyết định đi okay, ha. Ok, ok, vậy mở đi. Mở rào. Dạ, cảm ơn cô. À, chào anh. Đến với chương trình hôm nay thì em có món quà tặng cho anh. Anh có đón được trong đây là gì không? Cho anh xò thử. Cái này là gạo. Oh, chính xác ta. Trời ơi. Chính xác ta. Trời ơi. Ủa sao lấy lại hả? Kỳ vậy? Không, để em nói em thuyết trình một xí về cái món quà mà em tặng đó cô. À, thì trước tiên á, em đem tới cho anh một cái món quà vừa bổ thân mà vừa bổ tâm. Thì như anh biết á, gạo lứt nó có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe của mình. Thì hôm nay gặp nhau như một cái duyên á, em cũng hy vọng là anh cũng luôn giữ gìn sức khỏe tốt để có thể là làm công việc nó ổn, nó ok. Dạ. Yeah. Cảm ơn em rất nhiều nha. Bên cạnh đó thì cái cuốn sách này là Lực Hấp Dẫn á, thì anh có nghe nói tới cái này chưa? Cũng chưa, bây giờ mới thấy. Nhưng mà giờ em nghĩ là nhờ nó em mới gặp được anh. Có nghĩa là mình tác ý một cái điều gì đó thì tự động vũ trụ sẽ mang người đó đến gặp mình. Thì em hy vọng là sau khi anh đọc cuốn sách này á, anh muốn một cái điều gì á, anh có thể tác ý để cho cuộc sống mình suôn sẻ và hạnh phúc hơn. Trời đất ơi. Một bên tặng gạo, một bên tặng rau. Trời ơi, hai người này đó. Thế rồi, đây thì món quà rau củ thôi. Dạ. Nhưng mà này nó có ý nghĩa. Thì ở đây là có cay, đắng, ngọt, bùi, nó có đủ hết. Dạ. Thì cũng hy vọng này cũng như là thay lời ông nói thì gửi tặng em. Dạ, dạ rồi, em dạ, cảm ơn anh nhiều ạ. Rồi, ở đây có cái này thì... Wow, đeo luôn đi cưng, đeo luôn. Anh có thể đeo cho em được không? À, cảm ơn anh, món quà rất là dễ thương. Còn đây thì em có nữa quà quá trời tặng anh MC Quyền Linh. Chà chà. Cảm ơn em. Dạ. Rồi em tặng cho chị. Rồi chị cảm ơn nha. Chiếc vòng cầu hôn. Chết rồi, nè nó nghe nè, túi Linh đeo vòng cặp đó, đi đeo đi. Đeo đi. Linh đeo đi.
Có là đeo. Cảm nghĩ về như thế nào? À, thì anh nói anh có chơi thể thao á, à, anh có thể hít đất cho em xem được không? Tại vì cái này là test được. Được nha. Dạ. Oh, 10 cái thôi anh. Rồi, thôi được rồi, để còn sức mà nói chuyện. Rồi, 10 cái thôi anh. Xin cho bạn nam một tràng pháo tay ạ. Con bé này nó lanh lợi ghê á nha. À, vậy tính cách của anh khá chậm, nhưng mà anh thấy là tính cách của em khá sôi nổi á. Thì anh có cái quan ngại gì không anh? Không, tức là mỗi cái đều hòa hợp được. Tức là mặc dù là chậm, nhưng mà ví dụ như trong cái cuộc vui đó mình vẫn theo được cuộc nói chuyện, hoặc là mình đi chơi đâu đó thì vẫn hòa nhịp với người ta được. À, nhưng mà sâu thẳm trong lòng mình á, thì mình muốn cái mẫu người như thế nào để cho nó mít mát với mình? Tức là một cái người đó cũng thế, trầm tính giống như mình, nhưng mà không phải là trầm tính gặp ai cũng trầm tính. Tức là khi mình tới một cái địa điểm nào đó, yeah, thì mình phải hòa nhập được với người ta, yeah, chứ không phải là mình trầm mà mình ngồi đó tự lừ là không được ha. Yeah. À, nhưng mà vấn đề là em không khéo tay, em không có thể nấu ăn giỏi á, thì anh có thấy cái lo lắng mà về nấu vấn đề ăn đó? Yeah. Không, nó không có quan trọng. Tức là nếu một người phụ nữ á, nấu ngon hay dở á, điều đó không quan trọng nha. Yeah. Chỉ cần biết nấu là được. Là còn nhau ngon chứ hay dở là lúc đó là để anh chị. Tại vì trước đây anh cũng có là nấu bếp á. Yeah. Nấu bếp rồi cũng vì là sát sanh á, nên không có làm nữa. Yeah. Hiện thời thì em ở Thủ Đức á, còn yeah, anh ở Vũng Tàu á. Theo anh thì một tháng mình gặp nhau có bao nhiêu lần thì nó phù hợp? Có nghĩa là ngày thứ bảy chủ nhật á. Yeah. Nếu mà rảnh á thì có thể là anh dưới chạy lên, còn hoặc là nếu mà ở dưới anh có công việc á thì em trên này chạy xuống. Yeah. Nói chung nam nữ thì phải cư xử cho bình đẳng. Yeah. Chứ không phải mình bắt người nam chạy từ dưới lên, ngày nào cũng bắt hay là tuần nào cũng vậy. Mình bây giờ người ta nói nam nữ bình đẳng đúng không? Yeah. Thì mình lên được thì người nữ cũng phải xuống được, đúng chưa? Yeah. Mình bàn tới cái chuyện nếu như mình hiểu nhau, mình bấm nút, mình hẹn hò thì khoảng bao lâu mình đến với nhau được, kinh tế như thế nào, rồi con cái ra sao, mình bàn thử số luôn đi. Có nghĩa là chỉ cần hai đứa hợp thôi, lúc nào bạn nam kia muốn thì em vẫn có thể đáp ứng. Trong em thì khoảng từ 1 năm cho tới 3 năm. Tại vì riêng em bản thân nam thì dễ lắm, nhưng mà phụ nữ người ta lỡ dở thì thiệt thòi cho người ta. À, đúng rồi. Nên bởi vậy là em muốn cái người đến với em phải tìm hiểu em kỹ. Tức là phải tìm hiểu kỹ ra hẳn đến với em, chứ không có cần phải giỏi. Bây giờ em cảm nhận cuộc nói chuyện này như thế nào? Em cảm nhận người đối diện đi. Em thấy là nó hơi có sự không connect với nhau lắm. Như tính cách em sôi nổi thì em cần cái người nào đó open hơn. Còn anh nam bên đây thì ảnh hơi thực tế. Còn em trai em thấy người đối diện em thế nào? Thì nói chung là có hơi lanh lợi, hoạt bát. Em gặp nhiều người như vậy á thì em đỡ phải chỉ, thì nó đỡ mệt cho em hơn thôi. À, thì em cũng muốn gặp người như vậy. À, anh có món quà gì, tiết mục văn nghệ gì tặng cho em không? À, bây giờ thì em hát nói bằng lòng đi em về với quê anh. Một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây chanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, cầu tre mùa mưa dẫu khó đưa dâu. Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo, về đây người dân chỉ có tâm lòng, có chiếc xuồng ba để em đó. Chị hỏi em nè, cái này có phải là thay lời muốn nói của em không, hay là em thích cái bài này là em hát? Giờ nói thiệt trong lòng mình nè. Em hát cũng giống như chị nói là em muốn nói như vậy á. Bạn dùng cái bài hát đó để bạn nói cho em hiểu rồi. Dùng cái bài hát của em để cho bạn nam tiếp tục suy nghĩ là có chọn em hay không. Dạ, em xin phép cái bài Mắc Cười hay Trường Quay. Dạ, dạ em bắt đầu ha. Đôi chân đi tìm một lời yêu thương khi trái tim thổn thức. Dáng anh hôm nào chợt đi ngang qua mắt tươi xinh cười. Ta tìm anh trên con phố ấy, ta đợi anh góc ngã tư đường qua. Mong tình yêu cho đôi ta gặp gỡ, xin anh hãy quay về đây. Hỡi đôi mắt cười chỉ một lần thôi khiến cho ai nhung nhớ. Nắng không trang hòa vì thiếu sáng anh nên nắng vội đi qua. Hỡi anh đâu rồi, hãy quay về đây gặp em một lần nhé. Tiếng yêu ban đầu hứa sẽ mãi mãi có anh bên đời. Thôi thế này, vậy cho nó vui. Như thế này nè, anh thấy cô gái này năng động, tự tin, rất là thoải mái. Nhưng em đôi khi che giấu cảm xúc, đôi khi muốn nói cũng không nói.
mình vô thẳng đề luôn. Em có một chút gì rung động với cô gái kia chưa? Cũng có. Cũng có. Dạ. Thì thật... Như người ta đó là ta nói dạ có. Nhưng mà bạn này là bạn e dè, chứ bạn phải xài cái chữ tức là thôi. Hồi trước giờ khi mà em nói chuyện với phụ nữ, em chưa bao giờ có một cái tình ý là để tỏ tình. Tức là tình cảm của em tức là đến từ giai đoạn bạn trước. Rồi sau đó mới phát sinh tình cảm. Chứ nó không thể là bây giờ mà nói để mà tỏ tình thì trước giờ em chưa làm điều đó. Đó là em nói thật sự. Thật sự. Chắc có lẽ em chưa gặp đối tượng của em rồi. Tại vì thật sự ra không phải là em ít nói, nhưng mà em nói cái gì cần nói em mới nói. Chứ không phải là mình nói luyên thuyên rồi lỡ nhưng mình nói ra là hư việc hết. Em không hiểu luôn. Thôi bây giờ mình kết thúc đi ha. Dạ. Chúng ta quyết định bằng nút bấm. Nếu cảm giác đây, đây nè, là người để chúng ta tìm hiểu, chúng ta bấm nút. Nếu mình cảm giác đây không phải là người để mình tìm hiểu, mình không cần bấm. Không phải ai đến đây chúng tôi cũng suối là phải bấm đâu. Bấm với sự rung động, bấm với trách nhiệm, bấm với những gì nó hợp với nhau. Nào, suy nghĩ thật kỹ, nhìn về phía trước. Ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1, 2, 3. Hết thời gian. Không ai bấm cả. Chúng tôi đã nhìn thấy ngay từ đầu. Bởi vì á, là những cái cảm xúc ban đầu nó rất là quan trọng. Nếu gặp nhau nó có một chút gì đó mà nó thuộc về nhau, chúng ta cũng thấy được có một chút gì đó nó xa rời. Ngay từ đầu tôi đã nói là hai bạn là hai đường thẳng song song, thì chúng ta cũng muốn kết thúc ngay cái cuộc nói chuyện này ha. Mỗi người một tính cách, và anh nghĩ rằng là hai em nên cần làm bạn với nhau để chia sẻ với nhau, để hiểu nhau nhiều hơn, biết đâu chúng ta sẽ là người bạn rất thân với nhau, đúng không? Nói chung là để tìm cho em một cái đối tượng mà em thích đó, là tìm rất lâu rồi. Thích thể thao rồi yoga rồi tùm lum, đã tìm rất lâu. Chúng tôi đã cố gắng kết nối hồ sơ gần như 60-70% hợp nhau rồi. Nhưng vẫn còn 30% các bạn không hợp nhau. Đó là số mệnh. Rồi em cảm ơn chương trình. Chúc các bạn mỗi người sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Gạo ai nấy nấu, rau ai nấy xào. Rồi em cảm ơn chương trình. Tên là Đặng Phi Hải, năm nay em 33 tuổi. Hiện tại là em nhân viên văn phòng. Làm ở đâu Hải? Công việc của công ty em ở Nhà Bè. Dạ, em sinh ra và lớn lên ở Thủ Đức. Rồi còn em? Em tên là Phạm Thị Kiều Anh, năm nay em 35 tuổi. Hiện đang làm nhân viên kế toán ở một công ty chuyên về cung cấp phân phối xi măng á. Sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quận em làm, em ở Thủ Đức ạ. Đúng quê bạn trai luôn ha. Gái lớn 2, trai lớn 1. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Bạn gái, điểm mạnh, điểm yếu của bạn là gì? Điểm mạnh của em thì là vui vẻ, hòa đồng, sống rất chân thật. Điểm yếu của em là có lẽ là sợ sâu. Sợ con sâu thì sợ con gì nữa không? Mau quên hả? Dạ, đúng quên. Em có sợ con gì không? Em thì tính cách của em thì cũng rất là vui vẻ, hòa đồng, hài hước lắm. Nhưng mà lên đây nãy giờ không dám hài. Thoải mái đi. Rồi điểm yếu thì mạnh, em yếu là gì? Sợ rắn. Các loài, sợ con rắn. Dạ. Bên kia sợ con sâu. Nói chung là các loài động vật bò sát và khung chân thì nhìn sợ lắm. Thêm một cái ưu điểm nữa thì là trí nhớ cũng hơi tốt. Nhưng mà thường thì em chỉ quên những cái gì mà em không nhớ thôi. Còn có hút thuốc hay nhậu nhẹt gì không cưng? Dạ có, vậy em có hút thuốc, cũng biết uống bia tại công việc mình cũng phải... Dạ, có lầy không? Dạ không chị, dạ không chị. Bên đàn gái đường tình duyên sao rồi? Lúc trước thì em có 2 mối tình. Mối tình đầu thì là yêu đơn phương thôi. Mối tình thứ hai thì em cũng quen được gần 2 năm. Anh đó là ở gần nhà, mai mối cho nhau. Rồi cái bữa đó thì tụi em cũng đi uống cà phê. Thế là em cũng thấy ảnh được rồi em cũng quen. Xong rồi thời gian quen nhau thì mới đầu thì em tin tưởng ảnh lắm. Thời gian sau đó, em mới thấy ảnh ngày càng thay đổi. Em không có hỏi nhưng mà kiểu như vô tình thôi. Mình thấy một cái tin nhắn nói là cái người con gái đó đang có thai. Thì anh đó hỏi là như thế nào. Cái xong rồi người con gái đó có thai rồi thì em chấp nhận chia tay để cho ảnh đến với người đó. Dạ. Tức là em là người chấp nhận rút lui trong cái mối tình tay ba này đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Là... Rồi sau đó là bao nhiêu năm rồi? Chia tay được 4-5 năm rồi chị. Tức là có vẩn vơ người nào chưa?
Thì em cũng có quen một anh, nhưng mà anh đó là người nước ngoài, ảnh là người Ấn Độ. Nói chung là em với anh đó thì do cái phần địa lý với lại cái ngôn ngữ không có thể đến được với nhau, cho nên hai đứa chia tay. Em trai, mấy mối tình rồi? Chia sẻ thật là em trải qua được hai mối tình. Thì mối tình đầu là mối tình đời lúc còn đi học. Ở tình thứ hai tức là mẹ của con em bây giờ đó. Em bị hôn cách đây cũng gần 6 năm. Con em đây học lớp 3, đang chuẩn hiện tại là đang thi lên lớp 4. Ủa vậy là nó ở với em hả? Dạ đúng rồi ạ. Dạ em gà chồng nuôi con. Trai hay gái? Dạ anh trai ạ. Bạn gái có ngại ngùng khi bạn trai đã có gia đình rồi chưa? Dạ không ạ. Tại vì quan niệm của em là khi yêu thì em sẽ chấp nhận được mọi thứ rồi. Rồi vậy tốt rồi. Em nghĩ cái người bạn của em tiếp theo đây thì sẽ phải như thế nào? Em cần một người đàn ông là thật thà, tôn trọng nhau rồi. Ừ. Anh Linh muốn hỏi gì kìa? Chào anh. Đàn trai đẹp trai cũng có trải qua lần đò rồi, nhưng mà ảnh cũng sâu sắc lắm. Nãy giờ nói chuyện em biết rồi đó. Em không thích gì người đàn ông? Em không thích cái tính không sạch sẽ. Anh này sạch sẽ lắm, lúc nào cũng mặc quần trắng áo trắng, không quần đen chứ quên. Rất là sinh viên. Em có giấy tờ ly dị chưa? À dạ có, em có chuẩn bị đi. Đưa anh coi coi. Chị Hồng Vân ơi, gửi giúp giùm em. Đây có mộc đỏ đàng hoàng nha. Giấy tình trạng, xác nhận tình trạng ly hôn. Phiếu lý lịch, trời đất ơi, xác minh không có tiền án tiền sự luôn. Mộng kỹ ghê luôn á. Thực ra khi mà giấy thứ ba là không có thiếu nợ luôn nè. Người ta đã lên chương trình này, người ta phải tin tưởng vào chương trình. Ta chuẩn bị kỹ lắm để cho thấy đàn gái thấy là đàn trai rất là chân tình đó, chân tình nghiêm túc. Ba cái giấy nha, nhớ giao cho đàn gái giữ luôn đó. Tôi không có cần em cái này. Em còn cái giấy gửi ngân hàng, tôi gửi luôn cho anh luôn đi. Đó cái đó dạ, thì tôi giữ. Chúc đưa vậy đó. Vậy em mong muốn cái người bạn gái em phải làm sao? Thì em chỉ mong muốn kiếm được một cái bạn nữ nghiêm túc, hiểu và chia sẻ với em. Em nuôi con một mình từ lúc con mấy tuổi? Dạ hơn 3 tuổi chút rồi. Tại sao lại ở với em mà không ở với mẹ? Tại lúc ra tòa thì em giành quyền nuôi con. Nếu mà tỷ dụ bây giờ em có vợ mới thì cháu nó có sốc không? Em có sợ con nó sốc không? Thật ra thì không đâu chị. Tại vì em lúc em đi đăng ký chương trình này tham gia đó thì cháu nó ở nhà cứ mở tivi cứ cành coi riết à. Hỏi chừng nào tới ba rồi con chưa thấy ba lên tivi dậy này kia nọ. À vậy đó hả? Ảnh nói thực ra là chỉ cần thương con của ảnh thôi. Đứa nào em thì thích con nít. Ở nhà thì những mấy đứa cháu của những người chị và người anh của em thì hầu như là em nuôi không à. Chị vấn đề đó thì chắc không vấn đề. Bây giờ em có muốn cái người bạn trai của mình phải đẹp trai giống ai không? Em thì thích cái mẫu hình giống như là anh Quyền Linh á. Cái tính ảnh thì giản dị, rồi nói chuyện thì khiêm tốn, suy nghĩ chín chắn. Có chín chắn không vậy? Dạ, lâu lâu chị. Nó khét luôn, lâu lâu cũng khùng chút xíu. Chị nghĩ là bạn bên đây á, là cũng có được khoảng 80% giống như anh Quyền Linh rồi đó. Ừ, em đi với ai? Sếp của em với lại đồng nghiệp và người bạn thân của em ạ. Dạ em kính xin chào ban biên tập chương trình cùng chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và quý khán giả. Em tên Hồng, là sếp của anh. Em có đôi lời nhắn với anh. Thì đối với anh này á, thì thật sự chị thấy về ngoại hình đó thì cũng như theo cái nhu cầu của em là anh Quyền Linh thôi. Dạ không có nhiều. Về nhan sắc, rồi về tính tình, về sự hiền dịu và cái nụ cười nữa. 10 điểm. Và cái điểm yếu của anh thì có thể anh hay tin người, sống hay cảm xúc một xíu. Thì sau này mà lỡ em với anh có bấm nút á, thì có gì nhờ em bên cạnh và chia sẻ động viên anh nhiều hơn. Trời ơi, hay quá. Em đi với ai ạ? Dạ em đi với người anh họ của em ạ. Dạ em xin chào chị Hồng Vân với anh Quyền Linh. Em là anh của Đoàn Hải. Anh thấy bên đây cũng được, nhưng mà vấn đề của Hải lỡ một đời rồi đó. Dạ. Nó có đứa con rồi, em có chịu chấp nhận không? Dạ không sao anh. Dạ anh cảm ơn em. Thôi hai em cũng cố gắng cho nhau cơ hội đi để tiến tới xa hơn ha. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn chương trình. Nhà trai nhà gái gì cũng rất là chân tình đó. Thôi bây giờ mở rào đi, hãy nói chuyện với nhau thoải mái để cảm nhận nha, để hiểu nhau. Quay lại anh, bắt đầu đi em. Em chào anh. Chào em. Thì từ nãy giờ
giao lưu nói chuyện nhưng mà chưa gặp mặt thì tặng quà đi kìa. Dạ, em vừa định nói luôn, chị nhắc, cảm ơn chị. Đứng lên tặng quà đồ. Cho anh gửi em cái món quà nhỏ, quà gặp mặt. Dạ, cảm ơn. Mở ra đi con. Em có thể mở được liền không? Được, được, được. Một cái bộ đồ thôi. Có kèm em một cái lá thư. Đọc luôn đó chứ. Thôi để nhờ em đọc chứ. Ừ. Rung quá. Ừ. Dạ. Em đọc đi, chương trình không có gì giấu giếm á. Cái ấn tượng đầu tiên á, ví dụ như cái màu sắc cũng nói lên tính cách của em hiểu không? Đó đây nè, rất là dễ thương nè, đó. Tôi nghĩ là vừa đó Linh. Trời ơi, sexy vậy luôn á hả? Kính ngắn rồi mà. Ở dưới ngắn vậy luôn á hả? Có quần sọt mà chị. À, tức là em nói chung là bạn này á, thông qua vậy là thấy bạn cũng thoáng á nha, chứ bạn không có khó khăn gì nhiều hung đâu ha. Dạ. Yên tâm nha. Ủa cái đó cái áo hay cái quần vậy? Áo quần sọt này, cái đầm mà đầm sọt á Linh. À. Đó. Rồi, đọc đi, đọc cái thơ đi. Đọc cái giữa dòng đời tấp nập, tôi chợt nhận ra rằng mình đang bị lạc lõng một mình. Giá như có ai đó hiểu cuộc sống của tôi, để biết rằng nó chưa bao giờ ổn, luôn luôn cần một ai đó ở bên, nắm lấy tay mỗi khi tôi gục ngã, cùng chia sẻ, tiếp cho tôi nghị lực, một cái ôm giúp tôi vững bước và biết rằng mình vẫn được yêu thương. Hy vọng hôm nay tôi sẽ tìm được người đó. Em có thể ôm anh được không ạ? Trời ơi, ôi trời ơi, đây là tặng quà nè, tặng. Đây là món quà em tự tay làm tặng anh. Em có thể ôm anh cái thấy tự nhiên nó ấm áp làm sao á. Quay qua đây nè cưng, quay qua đây nè. Quay qua đây là anh ôm đó. À, rồi. Rung, thành ra là rối quá, không biết gì nữa. Rồi thôi hai đứa tự nói chuyện, tự cảm nhận đi. Cái khoảng thời gian làm việc của anh thì như thế nào anh hả? Hiện tại công việc của anh thì 50% là ở văn phòng, 50% thời gian còn lại là ở thị trường. Cái công việc của anh là điều phối chuyển phát. Thì cũng làm giờ hành chánh thôi, nhưng mà có cái thì anh hiện đi rất là xa. Ở Thủ Đức xuống Nhà Bè thì xong rồi chiều về thì lại kẹt xe thì nó hơi lâu. Về hơi trễ thì nếu mà được, nếu mà mình có đến với nhau được thì cũng mong em đừng có nghĩ là anh đi chơi về trễ. Khoảng thời gian anh chăm sóc con á thì em cảm thấy nó có khó khăn không? Lòng thì nó cũng có một cái gì đó cũng khó, nhưng mà cũng nhờ mẹ, bà nội của cháu á. Quan niệm trong tình yêu của anh thì như thế nào anh? Quan điểm của anh thì chỉ là yêu là để cưới chứ không phải là yêu để đó. Còn khi nào cưới thì phải tùy vào đối phương nữa. Dạ. Anh có điều gì hỏi em không? Không em. Đợi không. Dạ, giờ hết biết hỏi gì chứ. Đúng không? Rồi em tính sao? Tính là về ở chung nhà em hay là hai đứa mướn nhà hay như nào? Em phải nói chứ. Hỏi đi. Hiện tại thì sau khi ly hôn thì anh đã bán nhà ở Thủ Đức. Anh hiện giờ nhà anh là ở Phú Giáo, Bình Dương, rất là xa. Nếu mà thì thỉnh thoảng thì khoảng trung bình khoảng ngày nghỉ, những ngày anh không đi làm á, ngày nghỉ anh sẽ về thăm con. Thì không biết cái khoảng cách địa lý Bình Dương gì với Thủ Đức thì nó rất là gần, nhưng mà khoảng cách địa lý giữa nhà anh với lại Linh Chiểu thì nó hơi xa. Thì không biết là em có một cái suy nghĩ gì hay là trở ngại gì hay không? Dạ không, thì ở Bình Dương thì nó cũng không xa lắm, chỉ cần là nơi đó có tình yêu, nơi đó là bình yên thì ok. Em cảm ơn em. Rụng tim chết. Nghe là rụng nụ luôn. Bây giờ em chốt lại câu là trong lòng em thấy thế nào với cô gái? Dạ rất là nhìn cổ nè, hợp với những cái suy nghĩ của em. Để tay vào nút bấm đó các bạn. Đây vòng qua đây bé. Hỏi lại con tim của mình xem vấn đề có thật sự cảm giác một nửa yêu thương của mình thì chúng ta bấm nút nào. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Cảm ơn em.
Ở đây thật sự mà nói, cô gái cũng rất là dễ thương, sẵn sàng như anh nói, đồng cảm, chia sẻ, cảm nhận. Chàng trai rất là thật tình ha. Trước mặt chúng ta sẽ là gia đình của cô gái và tất cả mọi người, em nói điều gì đi? Dạ thì em cũng không phải là cái tiếp người gọi là ngôn tình cho nhiều. Thì em cũng xin phép nói một cái câu chân tình. Anh có thể mất việc, anh đi phụ hộ nhưng anh sẽ không phụ em. Ôi ôi, trời ơi, trời ơi. Nói câu nè, nói câu cảm xúc của lúc khi nghe câu đó làm sao nè? Hy vọng là cái điều đó anh luôn giữ lời hứa. Hôn nụ hôn đầu tiên đi. Cho anh xin phép.